Sáng nay, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình vườn hoa Hồ Thiền Quang, công trình cấp thành phố mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây là một trong những hoạt động cụ thể triển khai hiệu quả chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Dự án đầu tư xây dựng công trình công viên vườn hoa Hồ Thiền Quang là việc tạo dựng các không gian mở, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách đến với thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng. Việc công trình công viên vườn hoa Hồ Thiền Quang được cải tạo nâng cấp, chỉnh trang tổng thể hoàn thành rất quan trọng, kết hợp với công trình cải tạo nâng cấp cung thanh niên, tạo ra quần thể không gian có giá trị cao, kết nối với không gian công viên Thống Nhất, không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, tạo ra tổng thể hoàn chỉnh có chất lượng cao. Nơi đây sẽ trở thành không gian sinh hoạt, văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị quận Hai Bà Trưng thời gian tới cần triển khai hoàn thành các dự án đầu tư như cải tạo nâng cấp chỉnh trang tổng thể công viên Thống Nhất, trùng tu, tu bổ, tôn tạo cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa để tạo nên một không gian văn hóa, không gian xanh, thân thiện và gần gũi, kết nối hài hòa với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, phát triển khu vực này trở thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật, giao lưu cộng đồng của quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Dự án đầu tư xây dựng công trình công viên vườn hoa Hồ Thiền Quang được chính thức khởi công vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 với tổng số tiền đầu tư gần 90 tỷ đồng. Kết quả ngày 7 tháng 10 năm 2024, công trình đã nghiệm thu hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng sớm trước hạn 120 ngày.